Ngày sau đại chiến nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ và cập mặt đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu. Đến dự lễ có nguyên phó thủ tướng thường trực chính phủ Trương Hòa Bình, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang cùng hơn 200 người có công tiêu biểu đại diện cho trên 102.000 người có công trên địa bàn tỉnh Đồng An. Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út nhấn mạnh 75 năm qua, nhất là trong hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng tại Long An có hơn 102.000 người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi người có công của nhà nước và các phần thưởng danh hiệu cao quý khác. Ngoài chế độ trợ cấp phụ cấp, tỉnh đã quy động được nguồn lực to lớn của xã hội để cùng quan tâm chăm lo người có công với các chính sách ưu đãi, chương trình có ý nghĩa như chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ cải thiện về nhà ở, đất ở, các chương trình dạy nghề, chính sách về giáo dục cho con em gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, xây dựng và tu bổ tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Tuy đã làm được nhiều điều, nhưng tất cả chúng ta chưa thật yên tâm khi vẫn còn không ít gia đình chính sách còn khó khăn rất dạ những thương binh, bệnh binh hàng ngày giật lộn với vết thương âm mỹ và mưu sinh cho cuộc sống. Vẫn còn những liệt sĩ vẫn chưa tìm được hài cốt đã để lại nỗi đau khắc phải trong lòng những người thân và trong mỗi chúng ta. Tất cả những điều đó đòi hỏi các cấp các ngành và cộng đồng xã hội cần tiếp tục quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa đối với gia đình chính sách và những người có công với cách mạng. Tôi đề nghị các cấp quỹ đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và mỗi người dân bằng những việc làm cụ thể thiết thực xác định công tác đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và lâu dài chúng ta không được phép lơ là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào vì đó là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đi trước tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa chủ trương chính sách của đảng pháp lực của nhà nước đối với thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ người có công tạo nên phong trào thi đua toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng xem công tác đền ơn đáp nghĩa là việc làm thường xuyên là nghĩa vụ bổn phận của mỗi người đó là trách nhiệm tình cảm dinh dự và mệnh lệnh từ trái tim tại lễ kỷ niệm chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh trương chân nọ cũng đã kêu gọi phát động phong trào ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp phong trào phụng dưỡng bà mẹ việt nam anh hùng dịp này ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho chính đơn vị có nhiều đóng góp trong công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh long an ngoài ra lãnh đạo tỉnh cũng gửi tặng những phần quà tri ân đến những người có công tiêu biểu tham dự họp mặt